Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do sức tâm vô lậu, xa lìa các tướng, nên ở trong tất cả pháp vô tướng, vô đắc, vô tác viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa và có thể viên mãn các pháp lành khác. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các đại Bồ Tát đối với các pháp vô tạp vô tướng, tự tướng không mà có thể viên mãn bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa? Làm sao đối với tất cả pháp vô lậu không khác nhau để bày ra sự khác nhau? Làm sao biết rõ tướng khác nhau của các pháp như vậy? Làm sao ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa và tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian? Làm sao có thể đối với các pháp tướng khác nhau hiển bày một tướng, đó là vô tướng, và đối với một tướng, trong pháp vô tướng hiển bày các loại pháp tướng khác nhau? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như bóng, như ảnh trong gương, như quảng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tầm hương, ảnh ảo. Vì các hữu tình mà tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết rõ năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành tầm hương hoàn toàn vô tướng. Vì sao? Vì mộng cho đến thành tầm hương đều vô tự tánh. Nếu pháp nào vô tự tánh thì pháp ấy vô tướng. Pháp nào vô tướng tức là một tướng nên gọi là vô tướng. Do nhân duyên này nên biết tất cả người thí, người nhận, vật thí, tánh thí, quả thí, duyên thí hoàn toàn vô tướng. Nếu biết như vậy mà hành bố thí thì có thể viên mãn sự tu hành bố thí Ba La Mật Đa. Ai có thể viên mãn sự tu hành bố thí Ba La Mật Đa thì đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh tự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không xa lìa và đầy đủ sáu Ba La Mật Đa này thì có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này đầy đủ các kết quả dị thục phát sanh thánh pháp vô lậu như vậy, dùng sức thần thông có thể đến được hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, đem vô lượng vật dụng thượng hạng cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn và làm lợi ích cho các loài hữu tình. Người đáng dùng bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa để độ, đến dùng bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa mà độ thoát. Người đáng dùng các pháp lành khác để độ, liền dùng các pháp lành khác mà độ thoát. Đại Bồ Tát này thành tựu căn lành thù thắng như vậy, đối với tất cả pháp hoàn toàn tự tại vô ngại. Tuy ở trong sanh tử nhưng chẳng bị tội lỗi của sanh tử làm ô nhiễm. Vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình nên thọ nhận sự giàu sang tự tại ở cõi người, cõi trời. Do thế lực giàu sang tự tại nên làm các việc lợi ích cho các hữu tình, dùng bốn nhiếp pháp giáo hóa họ. Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp hoàn toàn vô tướng, nên tuy biết quả dự lưu nhưng không trụ quả ấy, cho đến tuy biết quả độc giác Bồ Đề nhưng không chấp lấy quả độc giác Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này như thật biết rõ tất cả pháp rồi và muốn chứng đắc trí nhất thiết tướng, không giống với các bậc thanh văn độc giác. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát biết tất cả pháp hoàn toàn vô tướng, nên như thật biết rõ sáu pháp Ba La Mật Đa như bố thí vân vân và vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều vô tướng. Do nhân duyên này có thể viên mãn tất cả Phật pháp mới có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí ở đời vị lai, làm lợi ích an vui cho các hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như bóng, như ảnh trong gương, như quảng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tầm hương, viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này như thật biết rõ năm thủ uẩn này như mộng cho đến như thành tầm hương, liền viên mãn vô tướng tịnh giới Ba La Mật Đa. Tịnh giới như vậy không khuyết, không hở, không tỉ vết, không nhơ uế, không bị chấp thủ, đáng được cúng dường, được người trí khen ngợi, thọ trì pháp thiện vi diệu, pháp thiện hoàn toàn và thánh vô lậu,